Hội Người Cao Tuổi huyện Đất Đỏ vừa tổ chức liên hoan tiếng hát người cao tuổi năm 2023 tại Trung tâm Văn hóa Học tập Cộng đồng Thị trấn Quốc Hải. Tham gia liên hoan có hơn 200 hội viên đến từ 8 đơn vị hội người cao tuổi các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Các đơn vị tham gia thi diễn 21 tiết mục ca múa có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước. Với sự chuẩn bị chu đáo, các đơn vị tham dự liên hoan tiếng hát người cao tuổi năm 2023 của huyện Đất Đỏ đã cống hiến nhiều tiết mục đặc sắc. Sân chơi này nó rất là có ý nghĩa với những người cao tuổi. Bản thân tôi tham gia tiếng hát người cao tuổi năm nay thì rất phấn khởi và vui vẻ. Liên hoan tiếng hát người cao tuổi cũng nhằm cái mục đích là tạo ra một cái sân chơi cho những người cao tuổi có cái niềm đam mê về văn hóa nghệ thuật. Liên hoan tiếng hát người cao tuổi cũng tăng thêm tinh thần đoàn kết giữa các chi hội, góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ tại địa phương.